Chào mừng mọi người đến với xe máy Đức Kiên nha. Cửa hàng có rất nhiều xe cho mọi người luôn. Các dòng SH từ đời 2014 đến 2021 cửa hàng đều có nhé. Chào Đình Lương nha. Chào Xuân Quyết nha, chào Vũ Văn Luân nha. Đây. Mọi người muốn tham khảo con xe nào ấy, hãy để lại bình luận nhé. Em sẽ trả lời cho mọi người tất cả con xe luôn. Chào Hòa Phạm nha. Cửa hàng có đủ các dòng xe ga, xe số, xe phân khối lớn cho mọi người nhé. Các xe đủ màu luôn, từ màu trắng này, đỏ, đen, cửa hàng đều có nhé. Hòa Phạm ơi, từ 50.900.000 này là có SH 125 mình bạn nhé. Bạn đến cửa hàng tham khảo xe giúp mình nha. Chào Thanh Hân nha. Cửa hàng có đủ các dòng xe ga nhé. Vision này, Avalon, list cửa hàng đều có nha mọi người. Vision đen nhám này, đời 2019 2020 nhé. Lít này cửa hàng đều có. AB đen nhám các đời từ 2017 đến 2021 cửa hàng đều có nhé. Chào Hiếu Trí Nguyễn nha. Vespa này, SH More rồi Render cửa hàng đều có nhé. Hiếu chị Nguyễn ơi, xe Rider cửa hàng có xe nhá. Từ 18.900.000 là có xe cho bạn rồi. Và hôm nay cửa hàng live bên xe ga ấy thì không thể quay trực tiếp cho bạn xem con Rider được. Xe lít cửa hàng có nhá. Còn rất nhiều luôn, các đời từ 2016, 2021. Đây các bạn 2021 đây. Xe còn rất là đẹp luôn. Các màu nhé. Đỏ đô này, xám bạc đều có cho mọi người luôn. Và mọi người muốn tham khảo con xe nào ấy, hãy để lại bình luận nhé. Cửa hàng sẽ trả lời và sẽ gửi đường link cho mọi người tham khảo nha. Màu xanh ngọc cửa hàng có nhé. Rất nhiều xe đẹp luôn mọi người ơi. Đặc biệt cửa hàng có hỗ trợ trả góp cho mọi người nhé. Tất cả các con xe của cửa hàng đều có hỗ trợ trả góp và sang tên nhanh nhất cho mọi người nhé. Mọi người cứ đến cửa hàng để tham khảo trực tiếp xe. Cửa hàng đảm bảo máy nguyên chất, không tai nạn đâm đụng cho mọi người nha. Chào Nguyễn Nhâm, chào Mạnh Trường nha. Chào Trung Tâm nhé. Rất nhiều xe cho mọi người luôn.
Abarth chỉ từ 17.900.000, nó có xe Abarth cho mọi người rồi. SH là chỉ từ 50.900.000 vậy nhá. Chào Vũ Úc Tuấn nha. Chào mừng tất cả mọi người đang xem livestream ở cửa hàng nhá. Amalet màu đỏ đen này, đời 2020, xe còn rất mới luôn, y như mới luôn ạ. Màu xanh này, các bạn 150 phanh ABS màu đặc biệt cũng có cho mọi người nhé. Đen nhám đời 2019 này. SHMO có đời từ 2015 đến 2021. Chào Nguyễn Nhâm nha. Chào Nguyễn Văn Thế nha. Rất nhiều xe đẹp cho mọi người tham khảo nhé. Mọi người cứ đến cửa hàng tại 237, 238 và 289 Ngô Quyền nhé. Ở bên 237 cửa hàng để xe ga đấy. Mọi người có thể đến đấy và tham khảo xe ga giúp cửa hàng nha. Còn 238 là cửa hàng xe mới nhé. Tất cả dòng xe mới cửa hàng đều có cho mọi người nhé. Bên 289 là một cửa hàng để xe ga, xe số nha. Các dòng xe số nhà X-Size, Winner cửa hàng đều có cho mọi người nhé. Hà Sơn ơi, cửa hàng có gem Việt nha. Cửa hàng mới ra con gem Việt. Cửa hàng đang có gem Việt 32.800.000. Hà Sơn ơi, tí cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình để tham khảo gem Việt nha. Chào Nguyễn Trường An nha. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ở cửa hàng nha. Và rất mong mọi người ủng hộ cửa hàng nha.